sữa Aptamil Úc số 2 Profutera cung cấp cho trẻ những dưỡng chất có lợi cho hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ nhỏ, giúp phát triển toàn diện về chiều cao và trí não. Sữa chứa những dưỡng chất tương tự như sữa mẹ, đồng thời bổ sung thêm men vi sinh và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể của trẻ. Sản phẩm dành cho bé trong giai đoạn bắt đầu ăn dặm từ 6 đến 12 tháng tuổi. Trong giai đoạn 6 trừ 12 tháng tuổi trẻ bắt đầu làm quen với thức ăn mới vì thế hệ tiêu hóa của bé cũng sẽ phải thích ứng sữa Aptamil Úc số 2 chú trọng đến bổ sung tăng cường men vi sinh Probiotic, một dạng men được tìm thấy nhiều trong sữa mẹ và là thành phần quan trọng hỗ trợ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Một điểm mạnh của sữa Aptamil được các mẹ yêu thích là trong công thức sữa được bổ sung một lượng canxi rất dồi dào và là loại sữa giàu canxi nhất trong các loại sữa công thức, công dụng chính của sản phẩm. Bổ sung men vi sinh Probiotic Bifidobacterium Breve M16V giúp hỗ trợ tiêu hóa, ức chế vi khuẩn có hại sản sinh kháng thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn có hại, tăng cường hệ miễn dịch, bổ sung magie góp phần thúc đẩy chuyển hóa năng lượng từ thức ăn, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, bổ sung DHA cho sự phát triển não bộ, cung cấp canxi dồi dào cho hệ xương chắc khỏe, thành phần của sản phẩm, chứa hơn 20 loại vitamin, khoáng chất, trong đó hàm lượng vitamin C và D nhiều gấp 4 lần, hàm lượng canxi và sắt nhiều hơn gần 40 lần so với các loại sữa bò, men vi sinh nước lèo tay, dâu cá. Metabolism, đối tượng sử dụng sản phẩm san phẩm được dành cho bé trong giai đoạn từ 6 đến 12 tháng tuổi. Sai lầm lưu ý khi sử dụng sản phẩm, không dùng nước khoáng để pha sữa vì trong nước khoáng có chứa canxi và natri nên khi pha cùng sữa cũng có thành phần này dễ dẫn đến dư thừa chất, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ. Sau khi mở nắp dùng trong 4 tuần, sau khi pha chế chỉ nên sử dụng trong vòng 1 giờ, giới thiệu về thương hiếu Aptamil là một trong những sản phẩm của tập đoàn Danone, Pháp. Tập đoàn dinh dưỡng trẻ em số 1 châu Âu, Aptamil xuất hiện tại Đức năm 1968, được bán tại Anh từ năm 1983. Thương hiệu đã nghiên cứu toàn diện về dinh dưỡng trẻ sơ sinh trong hơn 50 năm, làm việc với hơn 215 nhà khoa học và công nghệ, chưa kể các chuyên gia y tế, các bà mẹ và các bà mẹ tương lai để hỗ trợ dành riêng cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi artamil trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về dinh dưỡng trẻ sơ sinh và nguồn thông tin đáng tin cậy hỗ trợ cho các bậc cha mẹ bởi mục tiêu cố gắng sản xuất sữa chất lượng tương đương như sữa mẹ